Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến về việc gửi báo cáo tóm tắt đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử tới Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO, đề nghị đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới. Báo cáo tóm tắt đề cử quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO để đề nghị xem xét đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới thay cho báo cáo tóm tắt quần thể di tích và danh thắng Yên Tử thuộc địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang đã được UNESCO đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Di sản Thế giới, bảo đảm thời gian theo quy định. Phó Thủ tướng cũng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan thực hiện các bước xây dựng hồ sơ đề cử, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO xem xét, ghi vào danh mục Di sản Thế giới theo đúng quy định của Công ước Di sản Thế giới năm 1972 và Pháp luật về Di sản Văn hóa.